chúc cậu sự nghiệp thành công. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh đến đây làm gì vậy? Anh đến chúc mừng Đông Ngu thành lập công ty riêng. Vậy còn em? Em lúc nào mà không đến đây? Vậy sao? Dạo này anh vẫn tốt chứ? Ờ. Còn em, dạo này thế nào? Ừ, em vẫn rất tốt. Vậy được rồi. Em cứ nghĩ sau việc đó em sẽ chết mất, nhưng mà bây giờ em đã bình thường lại rồi, nên anh không cần lo lắng cho em. Bây giờ em sống tốt lắm. Anh mừng vì nghe được điều đó. Vậy thôi, em vào trong đi. Tạm biệt anh. Tôi đến rồi. Cậu quay lại làm gì? Thấy tôi không vui sao? Không phải như vậy. Chỉ ngạc nhiên sau giờ làm việc mà cậu lại tới thôi. Đây cũng đâu phải sân chơi đâu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện sao? Ừ. Chuyện gì? Cậu có từng nghĩ đến sẽ hẹn hò với tôi không? Sao lại nhìn tôi như vậy? Cậu vừa được mặt Chi Sơn phải không? Cứ mỗi lần gặp Chi Sơn vậy là cậu lại trêu chọc tôi. Bộ chọc tôi còn vui lắm hả? Tôi không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa đâu. Vấn đề của cậu thì cậu tự mình giải quyết đi. Cậu làm ơn hãy để tôi yên. Về nhà đi. Tôi không muốn nói gì với cậu hết. Đúng vậy. Cậu nói đúng rồi. Trước kia tôi hay trêu chọc cậu là vì anh Chi Sơn, còn bây giờ không phải như vậy. Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu và rất kỹ rồi. Có chuyện gì với cậu vậy? Tôi mệt mỏi và phát ngán với tình yêu lắm rồi đó. Ngay đến cậu cũng làm tổn thương tôi sao? Đồng hồ, cậu có biết là tôi đau khổ lắm hay không? Nên cậu đừng quay lưng lại với tôi nữa. Tôi biết. Tôi biết là cậu đã phải gánh chịu rất nhiều tổn thương. Nhưng mà cũng Úc à, chuyện này không giống vậy. Sao lại không? Tình yêu không phải là lòng thương hại đâu. Không sao đâu mà. Dù nó là thương hại hay tình yêu thì cũng không sao đâu. Cậu cứ như vậy mà ở bên cạnh tôi đi. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi. Vậy cũng không được sao? Hãy ở cạnh tôi đi. Cậu chỉ cần ở cạnh tôi là được rồi. À, ba hả? Con vẫn chưa đóng cửa sao? Dạ, có chuyện gì vậy ba? Ba có việc ở gần đây sẵn tiện ghé thăm con. Ba ngồi đi. Không cần đâu, ba đi ngay mà. Như vậy ba đợi con về đi, con cũng sắp đóng cửa về nhà rồi. Ba còn có công chuyện, ba đi liền. Ba định đi đâu vậy ba? Chút vậy ba kể con nghe. Ba không sao chứ ba? Ba làm con lo lắng đúng không? Ba ổn. Một mình ba trở về quê cũng được mà.
Ba ạ. À, con đừng có lo, ba không có sao đâu. Vậy còn mẹ thì sao? Còn mẹ thì sao hả ba? Giữa ba và mẹ đã đến lúc nên kết thúc rồi. Bây giờ chuyện duy nhất khiến ba lo lắng là tìm một chỗ ở thích hợp cho con. Chỉ cần lo xong chuyện đó, ba yên tâm đi về quê rồi. Ba nói như vậy là có ý gì? Sớm muộn gì con cũng hiểu thôi. Được rồi, cứ chờ ba ở nhà nha. À, ba. Trời ơi, đã nói con cứ chờ ba ở nhà mà. Chào anh. Tôi có thể giúp gì cho anh vậy? Hôm nay tôi đến để gặp bác sĩ có chút chuyện. Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân cho nên anh phải chờ một chút. Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo lại bác sĩ nên anh cứ ngồi đợi đi. Tôi hiểu rồi, vậy tôi cảm ơn hai người trước nha. Anh ta tới đây chi vậy? Tôi đâu có biết. À, giờ thì anh đã đỡ nhiều rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ. Chị ngồi đi. À, ba của Sam Sen đang chờ bác sĩ ở ngoài. Anh ấy nói có chuyện muốn nói với bác sĩ. Vậy sao? Tôi đã nói với anh ấy chờ bác sĩ ở bên ngoài rồi. À, tôi biết rồi. À, chị cảm thấy chỗ nào không khỏe gì? Mời anh vào trong nhà ngồi. Không cần đâu, tôi thấy ở đây thoải mái hơn nhiều. Chắc là anh cũng phải đợi lâu lắm rồi. Không sao đâu, chị đừng lo cho tôi, chị cứ làm việc đi. Dạ, vậy tôi xin phép vào trong trước. Dạ, dạ. Hôm nay vất vả cho bác sĩ rồi. Đúng vậy, tôi ngồi lâu vai cũng nhức mỏi quá. Vậy bác sĩ về nhà nghỉ đi. Được rồi, hai người hôm nay cũng vất vả rồi. Bác sĩ à, con trai của tôi đã đột nhiên bị ngất xỉu rồi. Xin bác sĩ làm ơn cứu con của tôi đi. Xin lỗi anh nghe. Bác sĩ chuẩn bị về rồi, nhưng có một bệnh nhân cần phải cấp cứu. Là vậy hả? Vậy thôi, lần sau tôi sẽ tới. Được rồi. Sao tự nhiên gọi tôi ra đây làm gì? Chuyện gì? Nói mau đi. Bà tính lừa tôi cho đến hết đời này sao? Ông nói gì vậy? Là về Sam Sen đó. Sam Sen thì sao? Tôi biết chuyện của hai đứa nó bị đánh tráo rồi. Bị đánh tráo là sao? Con Sam Sen với Gươm Ốc, hai đứa bị hoán đổi cho nhau. Và tôi đã biết hết chuyện rồi.
giờ bà tính sao? Ý ông là sao? Tôi sẽ nói chuyện đó hay là bà sẽ là người nói ra chuyện đó? Sao anh biết chuyện đó? Làm sao anh phát hiện ra chuyện đó vậy? Bà có còn là người hay không? Bà nên nói ra hết mọi chuyện bằng chính miệng bà đi. Ừ, không, không thể được, tôi không thể. Tôi cũng muốn dễ dãi với bà, vì tôi cảm thấy tội nghiệp bà. Nhưng nếu bà không nói thì tôi sẽ là người nói. Mình à, mình à, mình à, mình à. Có chuyện gì vậy anh? Tôi đang tự hỏi là lý do vì sao ba của Sam Sen lại tới đây tìm tôi. Hôm nay ba của Sam Sen có tới đây gặp mặt anh sao? Đúng vậy. Tại sao? Ba không biết, ba chỉ nghe nói vậy thôi, ba đâu có gặp ông ấy. Ông ta có nhắn lại gì không? Dạ không. Nhưng theo tôi thấy thì chắc đó là một chuyện quan trọng đó. Một chuyện quan trọng? Dạ. Tôi hỏi ông ấy coi đó là chuyện gì. Ông ấy nói là phải gặp trực tiếp bác sĩ mới có thể nói được. Ông ấy đã chờ đây rất là lâu rồi. Vậy sao? Chắc chú ấy tới đây để kể lễ gì đó thôi. Ba đừng bận tâm làm gì. Không hiểu tại sao gia đình bên đó cứ thích làm phiền gia đình chúng ta hoài như vậy. Lúc đầu thì mẹ của Sam Sen tới quấy đời chúng ta, giờ lại tới phiên ba của cậu ấy. Cũng tại vì ba đã quá tốt với họ nên bọn họ mới được nước làm tới đó. Sao con lại nói như vậy? Em thấy Gươm Ốc nói đúng đó. Chắc anh ta tới vì chuyện của Sam Sen, nên em sẽ giải quyết chuyện này. Từ giờ trở đi, anh đừng để bản thân dính líu tới nhà đó nữa. Cậu lo sao? Dạ, em sẽ là người đối phó với gia đình đó. Em không muốn kéo anh dính vào rắc rối không cần thiết. Chú cứ làm vậy đi. Ba tôi và tôi không muốn dính líu vào cái gia đình đó nữa, nên chú hãy quan tâm tới chuyện này nhiều hơn. Được rồi, chú sẽ làm. Bác sĩ ăn cơm đi để nguội đó. À, được rồi. Mình đừng đi mà, mình làm ơn cứu tôi đi. Nếu mình nói ra thì mọi chuyện sẽ chấm dứt đó. Tôi sẽ chết đó, tôi sẽ chết thật đó. Vậy thì bà chết đi. Bà nghĩ là tôi sẽ sợ sao? Bà của chàng Siết à. Cho dù bà có chết thật, tôi cũng không sợ đâu. Nên bà hãy chính miệng nói ra đi. Tôi sẽ sống với mình mà, tôi sẽ không bao giờ bỏ mình đâu. Nên xin mình hãy giúp, hãy giúp tôi đi. Hãy giúp tôi một lần này thôi. Tôi xin mình đó. Hả? Chỉ cần mình giả bộ không thấy là được rồi. Rồi cả hai chúng ta sẽ được sống hạnh phúc bên nhau trong tương lai. Tôi cầu xin mình đó. Làm ơn đi mà. Tôi cầu xin mình mà. Làm ơn đi mình à. Bà thật sự muốn chết hay sao? Giết tôi đi. Hả? Chẳng thà để tôi chết còn hơn. Cho dù mình có làm gì, mình cũng không bao giờ hạ gục được tôi đâu. Cái gì? Tôi đảm bảo mình không bao giờ có thể đứng yên một chỗ nhìn tôi chết được. Tôi biết mình làm chuyện này vì đang giận tôi. Khi tôi nói tôi sẽ rời bỏ mình mà, mình đã cảm thấy rất tức giận nên mới làm như vậy thôi. Tôi không đi đâu.
Tôi hứa với mình là tôi sẽ lại bên mình mà, cho tới lúc mình chết. Xin mình, hả? Xin mình giả bộ như là không biết có được hay không. Mình không thể nói ra được đâu. Nếu như mình có ý định nói ra thì mình đã nói cho bác sĩ Bông biết từ lâu lắm rồi. Có phải như vậy không? Vậy sao? Mới sáng nay tôi đã tới phòng mạch tìm bác sĩ Bông. Tôi định nói hết tất cả mọi chuyện cho ông ấy biết. Vậy tại sao lúc đó mình không nói? Thật không may là vì có công chuyện đột xuất nên tôi vẫn chưa thể gặp được ông ấy. Tôi dự định sẽ gặp ông ấy ngay sau khi mặt trời xuống núi. Trước lúc đó tôi sẽ về nhà nói cho Sam Sen biết hết mọi chuyện. Hả? Thôi được rồi, tôi sẽ nói hết tất cả. Sau bao nhiêu năm chúng ta sống với nhau, xin mình hãy cho tôi cơ hội đi mà. Nếu mình nói ra hết thì quan hệ giữa tôi với Sam Sen coi như là xong rồi. Được rồi, nếu bà đã nói, nghĩ tới chuyện bà ở với tôi bao năm qua, tôi sẽ cho bà một cơ hội. Cho nên bà hãy nói hết mọi chuyện, hãy nói hết bằng chính miệng của bà. Tôi biết rồi. Con về rồi ạ. Con vô đây ngồi một lát. Nè, ba danh xích ạ. Có chuyện gì sao ba? Mẹ của con có chuyện cần phải nói. Mẹ muốn nói chuyện. Mẹ muốn nói chuyện gì? Bà hãy nói cho nó biết đi. Tôi đi ra ngoài. Chuyện gì vậy mẹ? Con về rồi đây. Tối qua ba đã ngủ ở đâu vậy? Ba ngủ ở trong phòng đông ngu. Sao ba lại ngủ ở đó? Bởi vì mẹ con sao? Đúng vậy, ba không muốn nhìn thấy mặt mẹ con. Ba đừng có cãi nhau với mẹ nữa. Con cứ về phòng mình đi, đừng có vô phòng chào mẹ con làm gì. Sao vậy? Giờ mẹ con đang nói chuyện với chị, im lặng mà vô phòng đi. Dạ. Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ lại như vậy chứ? Cho tôi chút thời gian được không? Tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói hết cho con bé biết mà. Làm sao tôi có thể nói ra chuyện này mà không có chuẩn bị chứ? Mình làm ơn đi mà, cho tôi chút thời gian đi. Bà đang giỡn với tôi hay sao? Mình giết tôi luôn đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Tôi sẽ tự nói cho nó biết. Mình làm ơn cho tôi chút thời gian đi, có được hay không vậy hả? Mẹ.
Rốt cuộc ba với mẹ bị làm sao vậy chị? Không có một ngày nào ơi mà gia đình bên đó không gây rắc rối. Hình như là chuyện nghiêm trọng rồi. Cứ nghĩ tới là mẹ thấy bực mình rồi à? Tại sao vậy? Vì thằng Chi Sơn chứ sao nữa. Khi mẹ nghĩ tới chuyện nhà mình phải làm thông gia với một gia đình chuyên gây rắc rối như vậy, tự nhiên mẹ cảm thấy bực mình hết sức. Vậy nếu như con về làm cho một gia đình giống như nhà đó thì mẹ sẽ làm gì? Cái đó còn phải hỏi nữa. Mẹ sẽ cắt đứt mọi quan hệ với con chứ sao nữa hả? Đừng có nói chuyện nhảm nhí nữa. Không thể tưởng tượng nổi chuyện này mà. Chuyện này rất khó khăn với con Sam Sen. Và cả con Gươm Ốc cũng vậy nữa. Con bé có làm điều gì sai trái đâu chứ. Mình nghĩ coi. Hả? Con bé sẽ bị sốc như thế nào? Nên hãy cho con bé thêm một thời gian đi. Chuyện nói cho người khác biết để sao cũng được mà. Cho nó thời gian sao? Đúng vậy. Anh có biết Gươm Ốc đã nói gì với tôi không? Nói rằng nó sẽ chết nếu như sự thật này bị phơi bày ra cho mọi người biết. Chứ từ đầu tôi đâu hề nghĩ tới chuyện lừa dối đâu. Nhưng nó nói là nếu bị lộ thì nó sẽ chết, thì làm sao tôi không thay đổi quyết định được chứ? Tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi. Tôi đâu biết chuyện con mình đã bị đánh tráo. Và tôi phải làm lụng vất vả nuôi con của người khác đâu chứ. Chuyện đó đâu có công bằng với tôi. Nên cô mới ghẻ lệnh Sam Sen phải không? Cô đối xử lạnh lùng tệ bạc với Sam Sen tội nghiệp đáng thương chỉ vì Gươm Ốc thôi sao? Lúc đó tôi đầy tức giận thôi. Tôi đã rất tức giận vì chuyện đó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu mà. Với lại mình phải nghĩ cho bác sĩ Bông nữa chứ. Cái gì? Mình không thể nào bỏ mặc một đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn được đâu. Vậy cho nên cho tới lúc tôi nói cho con Gươm Ốc biết, anh hãy cho tôi một chút thời gian đi được không? Vậy chừng nào bà mới nói cho nó biết? Gươm Ốc đó hả? Tôi đang nói Sam Sen kìa. Ngày mốt bà phải nói hết với con bé. Bà phải tự mình nói cho Sam Sen nghe hết mọi chuyện, nghe rõ chưa? Hả? Mẹ đã nói gì vậy chị? Hai người đã nói chuyện gì mà không có mặt em ở đó vậy? Mẹ vẫn chưa nói cho chị biết. Mẹ chưa nói sao? Tại sao? Không biết nữa. Nên bây giờ chị mới cảm thấy lo lắng đi nè. Mẹ của Sam Sen sao? Vậy ba của Sam Sen đã nói những gì cô biết không? Thì em đang bực bội vì không biết chuyện gì đang xảy ra nên mới gọi điện thoại cho chị. Chị biết là em có thể nhịn đói được, nhưng mà em không thể nhịn được chuyện không biết gì hết. Tự nhiên em tò mò về gia đình của con Sam Sen tới mức mà bây giờ em không thể nào ngủ được luôn nè chị. Ai, cô đừng có làm như vậy, coi chừng bị bệnh đó. Tôi được rồi, tôi đã hiểu rồi. Giờ tạm thời cô cứ cúp máy đi. Thiệt là mình phải nói với ai về chuyện này bây giờ đây? Chắc mình chết vì tò mò mất thôi. Chắc tối nay mình lại không ngủ được rồi. Bữa ăn ngon quá. Đặc biệt món mì vợ tôi khỏi phải chê rồi, phải không thầy? Đúng vậy à. Đồ ăn hôm nay đúng là ngon miệng thiệt đó nha. Tôi vui vì ông thích đồ ăn vợ tôi nấu. Trong tất cả những món mà tôi từng ăn của cô á, thì món mì mà ngày hôm nay cô nấu là tuyệt nhất luôn. Nghĩa là thầy đang khen mình nấu ăn ngon đó, phải không chị Xuân? Dạ. Mẹ à, hồi nãy con nghe mẹ nói chuyện điện thoại với dì Phin Xuân, có phải vậy không mẹ? Con không thể yên tâm ăn ngon khi nghe người khác nhắc tới Sam Sen hả? Vậy là hai người nói chuyện về Sam Sen sao? Đúng vậy.
Dạo này hết 99% hả? Chuyện mẹ với lại cô của con bàn toàn là về chuyện gia đình của Sam Sen thôi, được chưa? Nè, gia đình con bé làm sao? Thầy không biết là tình hình của gia đình bên đó đang rối loạn lắm sao? À mình nè, tôi nói cho ông ấy biết rồi. Dù sao thì ngay từ đầu cái gia đình đó đã rối loạn rồi. Ôi, sao mà con lại đi thích một người trong một gia đình như vậy được chứ? Nè, có chuyện gì sao hả mẹ? Sam Sen chưa nói gì sao? Sam Sen không hay nói về chuyện nhà. Mẹ nghĩ chuyện nhà của con bé cũng không có gì đáng để nó tự hào đâu. Vậy bọn họ sẽ ly dị thật sao? Bà nói vậy là sao? Ai ly dị? Còn ai nữa? Ba mẹ Sam Sen đó. Hay thiệt là già cái đầu rồi còn ly dị sao? Chuyện đó thì làm sao mà biết được chứ? Cô có gì muốn nói sao? Ngày mai con tính đi thăm Đông U, cô giúp con chuẩn bị giò món nha. Thật sao? Dạ. Dạo này cô cũng đã lo lắng cho Đông U nhiều rồi, nên con muốn đem đồ ăn cho cậu ấy. Được rồi, tôi sẽ làm mấy món mà Đông U thích cho cô nha. Sao con lại tới nhà cậu ta? Còn sao nữa, vì chú muốn con có mối quan hệ tốt với Đông U mà. Vậy chuyện đó xin nhờ cô giúp. Tốt nhất con đừng có tới đó. Tại sao? Con biết mà còn hỏi sao? Đó là chỗ người đàn bà đó sống đó. Tôi biết chứ. Vậy sao? Con còn tới đó làm gì? Tôi muốn tìm hiểu coi tại sao sáng hôm nay ba của Sam Sen lại tới tìm ba của tôi. Sao? Bộ chú không cảm thấy tò mò hay sao? Tôi tự hỏi không biết ông ta tới tìm ba tôi để làm gì. Tôi cảm thấy rất lo sợ. Con có thể hỏi chuyện đó qua điện thoại cũng được mà. Nhưng tôi cũng muốn đi gặp Đông U nữa. Đông U? Phải. Để làm gì? Từ giờ tôi muốn hẹn hò với cậu ấy. Sao chú lại nhìn tôi như vậy? Đừng có làm như vậy. Tại sao chứ? Lúc trước đúng là chú muốn hai con hẹn hò với nhau, nhưng bây giờ thì không. Tại sao? Dạo này Đông U đang bắt đầu nghi ngờ chú về công việc và Sam Sen nữa. Chú cảm thấy không thoải mái khi bên cạnh cậu ta đâu. Hả? Cho nên chú muốn con phải giữ khoảng cách với cậu ta. Chú à? Có chuyện gì xảy ra? Không có gì đâu anh à. Tôi cần gặp Cơm Ốc để bàn một số việc, nên cậu hãy ra ngoài đợi đi. Dạ. Con và chú ấy đã nói gì vậy? Là chuyện gì Đông U? Về chuyện của Đông U sao? Cậu ta làm sao? Thì người bạn trai mà con luôn muốn giới thiệu với ba chính là Đông U đó. Nhưng mà chú Sa cứ một mực phản đối. Con nói sao? Người mà con muốn giới thiệu với ba là cậu Đông U đó? Dạ. Chú Sa nghĩ Đông U không phải là đối tượng thích hợp dành cho con. Ba có nghĩ giống như chú ấy không? Ba nói gì đi. Ừ.
Con bé đúng là giống y như bà mẹ vô dụng của nó. Có chuyện gì vậy bác sĩ? Thì là chuyện con bé gươm ốc đó. Gươm ốc thì sao hả? Con bé nói muốn hẹn hò với Đông U. Gươm ốc nói vậy sao? Nó nói như vậy đó. Cô nghĩ gì về chuyện này? Sợ bà còn ngồi đó không đi gặp gươm ốc sao? Tôi biết rồi. Bà nói từ giờ cho tới mai. Nếu không đừng có trách tôi tới tự nói nó biết. Tôi biết rồi. Con chào chú. Cô tới đây làm gì? Dạ con tới đây để đem vài món đồ cho Đông U. Sao chú lại nhìn con như vậy ạ? Không phải cô tới đây gặp vợ tôi sao? Tôi nghĩ là giờ tôi có vài điều muốn nói với cô. Cô đã tới rồi thì mời cô vô trong. Sao vậy? Bộ cô làm gì sai hay sao? Chẳng lẽ cô hãy nói hết đi. Cái ông này không thể nào. Không lẽ phải mọi chuyện bây giờ thành ra như vậy đó? Gươm ốc à? Gươm ốc hả? Vậy ta vừa gọi gươm ốc sao? Gì vậy? Ôi trời ơi, là thức ăn mà. Ôi trời ơi, thật là phí phạm. Gươm ốc à, chờ mẹ với. Gươm ốc à, sao con lại bỏ chạy như vậy chứ? Sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Sao lại làm như vậy với tôi hả? Con nghĩ mẹ nói với ông ấy sao? Mẹ cũng không biết tại sao ông ấy lại phát hiện ra nữa. Tôi đã nói là phải tuyệt đối giữ kín rồi mà. Tôi đã cầu xin cô giữ kín chuyện này được còn gì. Giờ đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ông ấy muốn mẹ nói với Sam Sen. Nếu không thì ông ấy sẽ nói với bác sĩ hết tất cả mọi chuyện. Sao? Cô nói sao? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả con? Thank you.
bị sao vậy? Gầm mốt à? Gầm mốt à? Cái này chưa hư nhưng mà vẫn còn ăn được. Ơ trời, nhưng mà nát ra hết rồi. Ờ, cậu về sớm vậy? Dạ, con về nhà lấy chút đồ. Ơ trời. Ờ, lúc nãy cơm ốc có tới đây không cô? Cậu gặp con bé trên đường về sao? Dạ. Rồi, vậy đúng là con bé tới đây rồi. Nhưng mà tại sao làm rớt túi thức ăn ở đây rồi đi chứ? Ơi, kỳ lạ thiệt đó. Ơ trời. À, ba ạ. À, ba đang đi lòng vòng quanh đây, muốn về nhà cùng con nên ghé qua. Ba tới con rất là vui. À, thầy Quang với ông Ngô đã đi về nhà hết rồi hả? Dạ, họ cũng vừa mới về thôi ba. Ba ngồi xuống đây đi. À, được rồi. Nè, ba ngồi xuống đây đi. Con ngạc nhiên lắm hả? Ba làm vậy là vì chú Sa có phải không? Có phải mẹ nói là mẹ sẽ bỏ ba vì chú Sa đúng không? Con xin lỗi ba. Sao lại xin lỗi vậy? Con rất muốn phủ nhận chuyện này, nhưng dù sao thì chú Sa cũng chính là ba ruột của con. Sam Sen à? Dạ. Ba đã nói mà, ba nhất định trả con về đúng chỗ của mình. Tự nhiên ba nói như vậy với con có nghĩa là sao? Đúng chỗ của con hả? Chuyện dài lắm, nhưng con sẽ biết thôi. Ba à. Đó sẽ là một cơ hội lớn của con, giống như là giấc mơ thành hiện thực vậy đó. Cho nên con hãy cố gắng thêm một thời gian nữa thôi. Tới rồi hả? Chú có khỏe không? Dạo này cậu không tới nhà cô nữa sao? Từ giờ con sẽ thường xuyên ghé luôn. À, vậy hả? Cậu tới gặp Sam Sen. Dạ. Thôi, vậy để bà đi trước nè. Hai đứa có việc nói chuyện hả? Bà đi luôn sao? Phải, bà đi chứ. Mẹ con từ giờ sẽ nấu cơm cho nhà mình, nên con không cần phải về sớm đâu. Nhưng mà bà đến đây là để về nhà cùng với con mà. Lần sau đi ha. Hai đứa có việc nói chuyện vui vẻ, gặp cậu sau nha. Dạ thưa ba. À, được rồi. Được rồi. Bà về nha. Ba dặn anh phải đưa em đi chơi tới khuya đó. Nghe nói nhà em lại có chuyện gì sao? Ờ, dắt chất giả lắm, cố lên nha. Anh không cần phải lo đâu. Hai chủ nhật tuần này anh có thời gian rảnh rỗi, mình đi dã ngoại nha. Dã ngoại? Lần sau đi. Lần sau là khi nào chứ? Thời gian này không có thích hợp lắm đâu. Nhưng mà em cũng nên ra ngoài thư giãn một chút. Vậy quyết định vậy nha. Ba của Sam Sen à? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Dạ phải. Nghe nói hôm qua anh tới tìm tôi phải không? Dạ. Có chuyện gì? Anh muốn gặp tôi nói chuyện gì sao? Dạ phải. Bây giờ có thể nói rồi. Anh có việc nói đi. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Thật ra thì tôi muốn tới nói chuyện. Thật xin lỗi, nhưng mấy hôm nữa tôi mới có thể nói được. Vậy à? Tại sao vậy? Chỉ là bây giờ không tiện thôi. Nhưng dù sao sớm muộn bác sĩ cũng sẽ biết thôi mà. Nghe anh nói vậy, tôi lại càng cảm thấy tò mò đó.
Dạ tôi có lỗi quá. Vậy anh nói thử tôi nghe một chút cũng được, để tối nay tôi có thể ngủ được ngon giấc. Ờ, là chuyện con bé Sam Sen đó. Về Sam Sen à? Vậy phải. Mà thôi, vài bữa nữa tôi sẽ kể rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho bác sĩ. Bác sĩ kiên nhẫn đi. Tôi xin phép nha. Tôi đi trước đây. Chuyện gì về Sam Sen? Chắc là con bé sẽ không làm điều gì điên rồ chứ. Mình phải làm sao bây giờ đây? Cái ông chồng này đúng thật là làm sao đây? Con về rồi. Nhịn gì chứ? Cho con ăn cơm đi, con đói bụng lắm. Sao tự nhiên gặp tao lại đòi ăn cơm hả? Thôi được rồi, con sẽ tự tìm cơm ăn. Mình phát đi với cái nhà này mất thôi, thật không thể nào sống nổi mà. Vẫn chưa về nhà sao? Vậy là Gươm Ốc mang đồ ăn tới nhà cho con hả? Phải đó, cả ngày hôm nay tôi với Gươm Ốc đã nấu rất nhiều thức ăn cho cậu mà. Con biết rồi, vậy con nhờ cô chuyển lời cảm ơn Gươm Ốc giùm con nha. Cô cũng vậy nha. Dạ. Sao lạ vậy ta? Nếu tới gặp mình thì sao lại bỏ đi như vậy chứ? Có chuyện gì sao? Gươm Ốc đã mang thức ăn tới nhà cho Đông U à? Bác sĩ nghe rồi sao? Phải. Dạ. Trời ơi. Rồi con bé đi đâu? Nó chưa về sao? Dạ chưa. Nếu nó về, kêu nó vào phòng gặp tôi. Tôi biết rồi. Gươm Ốc, con tới có chuyện gì? Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao? Chú hỏi sao không nói vậy? Ba của Sam Sen đã biết tất cả rồi. Sao? Ông ấy biết được chuyện gì chứ? Chuyện tôi và Sam Sen đã bị đánh tráo lúc còn nhỏ. Ông ấy nói sẽ kể cho ba tôi nghe mọi chuyện. Bây giờ chúng ta phải làm gì đấy hả chú? Tôi hỏi bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi đang hỏi chú mà chú không nghe thấy sao?